Xin chào mọi người, video ngày hôm nay thì xe đạp MB sẽ quay cho mọi người xem ba cái chiếc xe Quick Combine. Và có một điều đặc biệt nó khác với những cái video kia là ba cái chiếc xe này mình chưa có vệ sinh căn chỉnh. Tại vì hiện tại mình có quá là nhiều xe và mình không có thời gian để sắp xếp mà dọn lên kịp. Cho nên mình sẽ bán ba cái chiếc xe này, tạm gọi là xe dơ, cho những anh em nào mà có đam mê kiểu như là dọn xe thì có thể mua về để mà làm. Mấy chiếc xe này thì ưu điểm khi mà mọi người mua khi chưa có vệ sinh như vậy thì giá nó sẽ mềm hơn khá là nhiều so với một cái chiếc xe đã hoàn chỉnh. Và tất cả những chi tiết phụ tùng ở trên xe mình bảo đảm đều là zin nguyên bản 100% theo xe. Mọi chi tiết nó đều hoạt động bình thường. Riêng chỉ phần ngoại hình, tức là cái màu sơn với lại từng chi tiết nhỏ chưa có vệ sinh, chưa có căn chỉnh cho nên là nhìn nó sẽ không có mượt mà. Và mình nói rõ luôn là màu sơn của mấy chiếc xe này nó màu trắng, nó sẽ không có được đẹp. Nếu mà ai quan trọng nhiều về cái phần ngoại hình, mua về là phải tút lại màu sơn thì sử dụng mới ok. Sơn lại á thì xe nó mới được mượt. Còn phụ tùng thì mọi thứ đều ngon lành, mình thấy nó còn khá là mới, chỉ riêng cái phần màu sơn thôi. Tại vì đặc thù cái màu sơn trắng á, khi mà mọi người để nó bị bám bẩn hay sử dụng lâu, hay lâu mọi người không có sử dụng á, thì nó rất là dễ bị cũ. Mấy chiếc xe này nó gọi là mini velo và vỏ bánh của nó là 20 inch. Xe như thế nào thì mình bán y chang như vậy. Nó có đầy đủ mấy cái phụ tùng bao gồm chân dựng nè, cùi đề, đùi dĩa, tất cả đều còn hoạt động bình thường. Xem đến đây thì nhiều người sẽ thắc mắc không biết là giá tiền bao nhiêu một chiếc. Thì mình xin công khai giá là 2.900.000 một chiếc. Mình sẽ bao ship tận nơi luôn nha. Và mọi người không phải xin thêm phí, chỉ giá là 2.900.000 thôi. Rồi, video của mình sơ lược là như vậy. Anh em xem thì cũng thấy rõ rồi đó. Chốt quá thì mình sẽ lấy và mình gửi đi. Mình không có thời gian để chụp hình chi tiết luôn, cho nên là mọi người cứ xem trong video, mình quay cũng rất là cụ thể. Ngoài mấy xe này ra thì mình còn rất là nhiều xe, vệ sinh rồi cũng có, chưa có vệ sinh cũng có. Và ở kho của mình cũng còn khá là nhiều những cái xe mà mình chưa có thời gian để làm, cho nên mình quyết định bán ba chiếc xe này luôn. Rồi, nếu mà anh em nào có nhu cầu muốn mua thì cứ alo cho mình. Số điện thoại thì mình đã để ở góc màn hình. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Xe đạp MB chân thành cảm ơn.